quốc lộ nữa các bác. Đó, quốc lộ 1A, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ha. Trạm dừng chân miền Tây. Đó, lướt một vòng cho cô chú anh chị xem là nhà không biết là trạm dừng chân ở bên Mỹ thì nó có rộng chứ ở Việt Nam cô chú bác. Đấy. Đoạn cơm sườn, canh khổ qua, heo quay này nọ. Tôm với tôm bao nhiêu ta? Tôm miệng trăm. Trăm này hả? Còn thịt kho? Thịt kho, thịt gà 1 vòi 60. Cái rẻ nhất nhiều ta? Rẻ nhất là đó, thịt gà 60 hả? Thịt gà 60. Đó, còn bánh này nọ nè. Đây là có bánh bía ha. Bánh bía. Đó. Mấy hộp này cho cá chăm ấy, cũng rẻ đâu. Bánh bia chai, bánh bia mặn này nọ. Nè, hộp này là 90 ngàn nè cô chú. 90 mà mắc ghê ta. Dừa, dừa sáp này nọ. Dừa dứa, dừa sáp. Dừa sáp là nổi tiếng ở tỉnh Trà Vinh á, nhưng mà họ cũng nhập đem qua đây bán ha. Hello, hello. Dạ xin mến chào hết tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục quay những khung cảnh về cuộc sống Sài Gòn nè, về sân bay Tân Nhất. Thì hôm nay Nhã đi du lịch ở miền Tây sông nước rồi các bác. Đó. Hiện tại Nhã đi xe từ Sài Gòn đi xuống Cần Thơ ha. Thì họ có ghé cái trạm dừng chân các bác, ghé trạm dừng chân cái chỗ này là huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, trạm chân rất là lớn luôn. Trạm dừng chân này Nhã nghe nhiều cô bác nói là nó khác với bên Mỹ, thì không biết là khác như thế nào ra làm sao. Nhã mời cô chú chị xem nha, xung quanh đây nè, ta bán là cơm, bán đồ ăn nhóc luôn cô chú bác, bàn ghế đông lắm luôn. Buổi sáng đó cô chú bác, buổi sáng ở Việt Nam ha. Đó, xe là màu xanh màu đỏ, xe đậu vô dữ lắm cô chú bác. Đó, thì Nhã nhìn thấy nè, bán rất là nhiều đặc sản khác nhau ha. Đây là có bánh bía, bánh bía Tân Hưng Viên đặc sản Sóc Trăng nè cô chú bác. Rồi ở đây bán bánh mì này nọ. Đó, bán bánh mì đầy đủ các loại luôn nè. Đó, bánh mì. Đó. Dừa sáp này nọ. Dừa sáp. Dừa sáp là nổi tiếng ở tỉnh Trà Vinh á, nhưng mà họ cũng nhập đem qua đây bán ha. Đây nè cô chú bác. Đó, một trái như vậy chắc là còn cỡ 200-300 ngàn á ha. Đó. Rồi ở phía trong là quán ăn. Quán ăn bán hủ tiếu này nọ các kiểu cô chú bác. Đó, giá trong đây thì nó mắc cỡ gấp rưỡi so với ngoài đường, có khi là gấp đôi ha. Đây nè, đây có bán bánh mì nữa nè. Bánh mì nữa cô chú bác. Bánh mì. Đó, cô chú anh chị thấy không? Vui ghê ha. Không khí xung quanh đây. Đây nước mía hay gì vậy? Bánh bao cô chú bác. Bao rồi cà phê các loại ha. Đó, bán đặc sản này nọ. Vui cô chú bác. Rồi có nem nữa nè. Đó, chỗ này bán đặc sản nhiều lắm, nhiều đồ ăn ha, tha hồ mà lựa luôn. Đây. Đó, quá chừng lớn rồi cô chú bác, toàn quá chừng luôn nè. Đó, quán bán buồn ha. Đây, khung cảnh xung quanh. Đó. Trạm dừng chân ở miền Tây, ngay đây là Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cả nhà. Nhã đi xe từ Sài Gòn đi Cần Thơ ha. Đó, họ có ghi nè, đặc biệt cơm tấm sườn nướng canh khổ qua hầm. Đó cô chú bác, quầy bán cơm này nọ rất là ngon luôn ha. Xe cổ vô nhóc luôn, cổ vô nhóc luôn cô chú bác. Đây nè, có đồ ăn đồ uống này nọ ha. Đó, nghe nói giá trong đây thì nó mắc hơn so với ngoài chút. Quá trình đồ ăn rồi đấy, đồ ăn cơm sườn, canh khổ qua, heo quay này nọ, cơm khổ đủ thứ luôn các bác. Đó, tôm nè, tôm kho này nọ, nó quá ngon ha. Đây đó, kho. Tôm với tôm bao nhiêu ta? Tôm miệng trăm. Trăm này hả? Còn thịt kho? Thịt kho, thịt gà 1 vòi 60. Cái rẻ nhất nhiều ta? Rẻ nhất là đó, thịt gà 60 hả? Thịt gà 60. Rồi, cảm ơn ha. Nó rẻ
nhất 60k. Đó. Đây bánh mì chắc rẻ hơn rồi các bác. Mì nè. Mì ổ nhiêu em? 8.000. Okay. Bánh mì là gần như rẻ nhất rồi. Mì 28.000. Còn dưới con là phải 60.000 hoặc 100.000 các bác. Đó, còn bánh này nọ nè. Đây là có bánh bí á ha. Bánh bí á. Mấy hộp này chắc có 100 đấy, không rẻ đâu. Bánh bí chai, bánh bí mặn này nọ. Nè, hộp này là 90.000 nè các chú. 90 mà mắc ghê ta. Đó, không có gì rẻ trong đây hết. Đó là bánh in hộp như đây. Bánh in hộp này màu trắng này là 74.000 các chú. Hộp này không rẻ ha, rộng ghê ta. Khung cảnh trạm dừng chân, chửi người ta đi vô đây để đi vệ sinh đó các chú. Đó. Rồi, nhà sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị xem nha. Rất là nhiều đồ ăn luôn. Ôi, bánh cắt lội luôn các chú. Bánh cắt lội luôn ha. Đây. Đó. Mấy cái bánh miền Tây đặc trưng. Đó, cô chú anh chị thấy không? Bánh đặc trưng luôn ha. Đó. Rồi. Đó. Đó. Bánh in này nọ, bánh bí này nè cô chú bác. Bánh bí này đủ loại luôn nè. Giờ nhà sẽ đi lại đằng kia ha, ghi hình cho cô chú anh chị các bạn mình xem. Đó. Đây là cô chú bác, khung cảnh xung quanh ha. Đó, lâu lâu nhưng mới có dịp đi miền Tây. Đó, đi du lịch miền Tây cô chú bác, nên là trạm dừng chân này á, là trạm dừng chân giàu có luôn cô chú bác. Đó, khung cảnh xung quanh nè. Đây có quán cà phê của Trung Nguyên luôn cô chú bác. Cà phê Trung Nguyên mềm bằng áo bà ba đẹp ha. Đó, đi dài dài qua đây luôn, ghi hình cả nhà mình xem. Đây một quán hủ tiếu này nọ các loại luôn các bác. Đó, quán ăn chưa các bác. Đây có hủ tiếu này nọ nè, tiếu này nọ ha, hủ tiếu bò kho, phở. Đó, cô chú anh chị thấy không? Ai đó bụng cứ lại để ăn. À. Đây có hủ tiếu này nọ. Đó, ngon ha. Hấp dẫn cô chú bác. Coi như câu hủ tiếu này. Đó, quá thì ngon luôn nè. Hủ tiếu Tiền Giang. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đủ loại luôn cô chú bác. Quá đã, quá ngon ha. Rồi. Đó. Hủ tiếu, cái này là chắc là bánh mì, cái này chắc là thịt heo quay bánh mì các bác, rất là ngon, đủ lợi luôn. Đó, trạm dừng chân miền Tây ha, bán nhiều loại đặc sản các bác, những cái là xe họ đậu vô nè, xe họ đậu vô nhóc luôn ha. Đó. Ở đây có xe Liên Hưng đi Nha Trang Cà Mau luôn các bác, Liên Hưng Nha Trang Cà Mau nè. Khung cảnh xung quanh luôn. Đó, trong đây họ có bán bánh tráng này nọ nữa nè, tráng này nọ nữa ha, đủ các kiểu luôn. Đó, này đặc sản Tây Ninh. Đó, nhưng họ cũng đem họ bán nhập vô đủ loại cô chú bác. Còn đây là bánh bí á. Đó, nên cô chú anh chị muốn mua làm quà thì có thể ghé vô đây ha, bánh bí á. Đây có ghi giá luôn nè. Hộp này là 110.000, vậy là mắc hơn ngoài cỡ gấp rưỡi hoặc gấp đôi các bác, gấp rưỡi gấp đôi ha. Rồi ở đây nữa, đây là bánh này giống bánh in nè, bánh là bánh in nè các bác. Đó, bánh in tráng đủ loại luôn, in đậu xanh ở dưới, không thấy sầu riêng ta, hình như cũng có luôn phải không? Bánh in sầu riêng cái bạch bự luôn cô chú bác. Rồi cảm em nha, quay cho bà con xem. Đó, đây là xe Tây Ninh về Cần Thơ luôn nè. Đó, khung cảnh xung quanh trạm dừng chân cô chú bác, rộng rãi thoải mái ha, thoải mái đây để cứ
ướp bên ngoài đây. Đi hành thì cho anh chị xem. Trạm dừng chân này là thuộc dạng nhà giàu nha cô chú bác. Giàu lắm đó, có xe vô nữa nè. Đó. Đây là trạm dừng chân Minh Phát 2. Đó, chi nhánh tới 4 luôn nè, ghê không? Đó. Trạm chân nhà giàu luôn cô chú bác. Nó nằm cặp quốc lộ 1A luôn ha. Cặp quốc lộ 1A luôn. Xe nhóc hết trời hết trời. Đó, quá vui luôn. Lâu lâu được ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn mình xem. Đó, đây nè, trạm dừng chân ở cái bè Tiền Giang cô chú bác. Ở đằng đó họ có nuôi cá này nọ nữa đó, hoành tráng luôn, rộng ghê ha. Trạm dừng chân miền Tây. Đó, lướt một vòng cho cô chú anh chị xem là nhà không biết là trạm dừng chân ở bên Mỹ thì nó có rộng với Việt Nam cô chú bác. Rồi bây giờ về đây. Đó, rồi lên xe chuẩn bị đi tiếp nha. Trạm dừng chân miền Tây ha. Đó, trong đây có phòng ăn máy lạnh luôn nè. Phòng ăn máy lạnh luôn. Đó, dưới đây có nuôi cá. Trời, cá dữ ta. Đây có nuôi cá này cả nhà. Đây, quá trình cá luôn. Wow, quá trình cá luôn quý vị. Quá vui ha. Ủa, cá nhóc luôn. Cá này là cá coi nha. Cá coi giờ nó cũng rẻ mà cá quá chừng luôn. Cái này còn cỡ đâu 500-700 con á. Nhiều quá.